ơi chúng tôi về đây. Nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi. Ngày nào rơi chúng mang thêm áo mới, mà gặp lại chúng vẫn như xưa. Kính chào thầy, thầy có nhớ em không? Người học trò 10 năm trước đây. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi. Từ hôm nay lại quên bút quên bài. Ngày nào rơi chúng quên trang giấy trắng. Giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Trong trí nhớ đường thênh thang bạn thân kéo nhau về bốn phương trời gọi nhau vang tiếng cười bao âu lo giờ đây cũng xin ngừng. Có một người giờ đây đã quá lớn, một người kia giờ đây cũng âm thầm. Có một người về đâu nơi cuối trời, nghe đâu đây còn vang tên nhau. Chúng yêu hỡi chúng tôi về đây. Nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi. Ngày nào rơi chúng mặc thêm áo mới, mà gặp lại chúng vẫn như xưa. Khi chào thầy, thầy có nhớ em không? Người học trò 10 năm trước đây. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi. Từ hôm nay lại quên bút quên bài. Ngày nào rơi chúng quên trang giấy trắng. Giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Quá đắng ngày hôm nay chợt nghe cũng thật thà. Có nụ cười mọi hôm nghe não nề, ôi hôm nay chợt nghe cũng nồng nàn. Có con đường nào không có đích đến, làm sao quên được nơi đã bắt đầu. Hãy quay về tìm nhau vang tiếng cười cho lo ngày mai quá mau. Chúng yêu hỡi chúng tôi về đây. Nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi. Ngày nào rơi chúng mặc thêm áo mới, mà gặp lại chúng vẫn như xưa. Khi chào thầy, thầy có nhớ em không? Người học trò 10 năm trước đây. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi. Từ hôm nay lại quên bút quên bài. Ngày nào rơi chúng quên trang giấy trắng. Giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Xưa rồi, giờ đây khác ngày nào xưa rồi. Chúng mặc thêm áo mới, mà gặp lại chúng vẫn như xưa. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi. Từ hôm nay lại quên mút quên bài. Ngày nào rơi chúng quên trang giấy trắng. Giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Chúng yêu hỡi chúng tôi về đây. Nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi. Ngày nào rơi chúng mặc thêm áo mới, mà gặp lại chúng vẫn như xưa. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi. Từ hôm nay lại quên bút quên bài. Ngày nào rơi chúng quên trang giấy trắng. Giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Chúng yêu hỡi chúng tôi về đây. Nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi. Kỷ niệm thân yêu ơi,
sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn. Để rồi mãi chia xa, lòng chợt dâng niềm thiết tha. Nhớ bạn bè, nhớ mãi trường xưa. Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian sau đi mau, xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây, còn giọng nói tiếng cười. Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian chờ. Còn mãi trong tim mọi người, để tình yêu ước mơ mãi không phai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại. Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm, để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Sao nghe vẫn nhiều bao nhiêu thứ trong ta tìm
về buồn thoáng chưa xưa đã nghe thời gian thói đưa nhớ chúng ta vẫn quân một thời tìm bước ngày xưa ước mơ người còn đau nữa ai thương ai quên ai giận hờn buồn cánh phương giữa khi ta chờ người không tới trong hôm nay miên man bồi hồi nhặt lá vàng mất khi xưa một mối tình thơ trong hôm nay miên man bồi hồi nhặt lá vàng mất khi xưa một mối tình thơ chiếc áo xưa trần đôi vai thầy vẫn đi buồn vui.
nồng nhiệt chào mừng các quý vị đại biểu khách quý, các thầy giáo, cô toàn thể các bạn cựu học sinh khóa 1984-1993 đã về dự lễ kỷ niệm 30 năm ngày ra trường hôm nay. Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt những người làm chương trình xin gửi tới các vị đại biểu, các quý khách, các thầy cô giáo, cô giáo lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Trong niềm vui hội ngộ này, chúng em xin kính chúc các thầy cô, quý vị đại biểu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin gửi tất cả các bạn thành viên khóa 84-93 năm xưa lời chúc sức khỏe, lời chào thân thương. Xin chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Trước khi bước vào buổi lễ, ban tổ chức xin kính mời quý thầy cô, quý vị đại biểu khách quý và toàn thể các cựu học sinh khóa 1984-1993 hướng lên sân khấu theo dõi các tiết mục văn nghệ do cô và trò trường trung học cơ sở Nghĩa thể hiện để chào mừng buổi lễ kỷ niệm, tri ân và giao lưu hội ngộ ngày hôm nay. Để mở đầu chương trình văn nghệ hôm nay, xin kính mời các vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo cùng các cựu học sinh đến với tiết mục múa hát đặc sắc do các em học sinh lớp 7A thể hiện Đất nước nở du. Hãy
quý vị. Giữa dòng đời buôn trải với bộn bề lo toan, vất vả chuyện áo cơm lợi danh, chuyện bán buôn cả tình cảm trí tuệ, nhưng có một điều luôn ngập tràn cảm xúc trong mỗi chúng ta, đó chính là hình ảnh người thầy lặng lẽ, người thầy hy sinh và lo lắng cho từng thế hệ học sinh. Hình ảnh người thầy đi qua cho cuộc đời mỗi chúng ta và sẽ chẳng bao giờ chúng ta quên lãng. Sau đây, xin kính mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Người Thầy, sáng tác Nguyễn Nhất Huy do em Quỳnh Chi thể hiện. Dài gió mưa cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa. Dòng đời từng ngày qua em đừng trôi mãi. Chiều trên phố bao người đó sông vắng bây giờ gió mưa, còn ai nhớ ai quên món đó xưa. Dù năm tháng em đẹp trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi, thầy vẫn đứng như muôn ngàn tia nắng sáng soi bước em trong cuộc đời. Vẫn như những trời mưa rơi, vẫn chiếc áo xưa dần đổi vai, thầy vẫn đi luôn vui lặng lẽ. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, tóc xanh bây giờ đã phai, thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy, dõi theo bước em trên cuộc đời. Dẫu đêm đến sao trời đêm nay, dẫu đêm đến là mùa thu rơi, nhưng làm sao để em đếm hết công ơn người thầy. Dẫu đêm đến sao trời đêm nay, dẫu đêm đến là mùa thu rơi, nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn người thầy. Nối tiếp chương trình, sau đây kính mời các vị đại biểu, khách quý, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các cựu học sinh lắng nghe ca khúc Vui Ngày Họp Lớp do bạn Ngô Văn Khắc, cựu học sinh khóa 8493 trình bày. Nơi đây chúng ta vui ngày họp lớp, bên nhau ta hát ca ôn lại kỷ niệm xưa. Ta kể cho nhau nghe những chuyện vui ngày ấy, tuổi học trò hồn nhiên như mãi còn đây. Qua bao nhiêu tháng năm thăm lại chùa xưa, nghe như vang đó đây tiếng giáng của thầy cô. Ôi tiếng
vẻ ngân nga khiến lòng ta càng nhớ. Tua về nhau cùng nhau chung nỡ chung chưa. Bạn bè ơi, chúng ta về đây cùng hòa ca, khúc ca xuân vầy. Gặp lại nhau xiết bao vui, dòng ký ức tuổi hoa niên quay về. Bạn bè ơi, nhớ chẳng ngày xưa cùng đùa vui bên gốc phượng hồng. Dù thời gian có trôi thật xa, mai sẽ quên những tháng ngày đã qua. Hôm nay ta chúng ta vui ngày họp nước, bên nhau ta hát ca ôn lại kỷ niệm xưa. Ta kể cho nhau nghe những chuyện vui ngày ấy, tuổi học trò hồn nhiên như mãi còn đây. Qua bao nhiêu tháng năm tâm lại trường xưa, nghe như vang đó đây tiếng giang của thầy cô. Ôi tình vẻ ngất ngà khiến lòng ta càng nhớ. Thuộc về nhau cùng nhau chung nỡ chung trường. Bạn bè ơi, chúng ta về đây cùng hòa ca, khúc ca xuân vầy. Gặp lại nhau xiết bao vui, dòng ký ức tuổi hoa niên quay về. Bạn bè ơi, nhớ trong ngày xưa cùng đùa vui bên góc phượng hồng. Dù thời gian có trôi thật xa, mai sẽ quên những tháng ngày đã qua. Dù thời gian có trôi thật xa, mai chẳng quên những tháng ngày đã qua. Dù thời gian có trôi thật xa, mai chẳng quên những tháng ngày đã qua. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay khi trở về thăm lại trường cũ, chắc hẳn trong lòng các cựu học sinh đang rất bồi hồi xúc động. Biết bao kỷ niệm, bao ký ức về người thầy, về bạn bè như mới chỉ xảy ra hôm qua, chợt ùa về một cách mãnh liệt khi gặp lại các thầy, các cô của mình. Có lẽ ai cũng muốn hỏi, thầy cô ơi có nhớ con không? Sau đây, xin kính mời quý vị đại biểu cùng thưởng thức tiết mục múa Vạt áo trong mơ do cô Hương Trà và các em lớp 8A thể hiện. Giờ này mỗi đứa
trời, chỉ còn lại tiếng yêu sao chưa thành câu. Và đau trắng phía cuối sân trường giờ đang lấp lánh trong mưa. Chẳng về nơi đây, cánh phượng hồng năm xưa đây rồi, chỉ không thấy bóng mình ngày xưa. Thầy cô ơi có nhớ con không, người học trò nào tin nghịch nhẫn. Vậy mà đường yêu thương rất nhiều, giờ đây đã lớn khôn thật rồi. Kỷ niệm cũ chẳng thể phai màu, nhìn tôi không dám tin tôi đang ở đây. Là đứa bé ngây ngô hôm nào, được thầy cô dịu dắt yêu thương bao ban. Và giờ này mỗi đứa mỗi phương trời, chỉ còn lại tiếng yêu sao chưa thành câu. Và đau trắng phía cuối sân trường giờ đang lấp lánh trong mưa. Kỷ niệm cũ chẳng thể phai màu, nhìn tôi không dám tin tôi đã ở đây. Là đứa bé ngây ngô hôm nào, được thầy cô dịu dắt yêu thương bao ban. Và giờ này mỗi đứa mỗi phương trời, chỉ còn lại tiếng yêu sao chưa thành câu. Và đau trắng phía cuối sân trường giờ đang lấp lánh trong mưa. Và đau trắng phía cuối sân trường giờ đang lấp lánh trong mơ. Nối tiếp chương trình, sau đây kính mời quý vị đại biểu, các thầy cô giáo lắng nghe ca khúc Tình Thơ do bạn Thế Anh, cựu học sinh khóa 8493 thể hiện. Hàng cười đơn xanh hàng cây góc sân trường, hành lang ân xa dần xa bước chân người. Bạn thân hơn ta khắc ghi trong lòng những ước mong hồng ngày tháng chờ mong. Thật lòng niềm vui chưa kịp khi đã ước nguyện, nhành hoa thơm chưa kịp giơ tay một lần. Kỷ niệm đó tan như mưa tan trường, hai đứa chung đường sao nghe vẫn. Bao yêu thương trong ta về một thoáng trường xưa đã nghe thời gian thôi đưa. Ngày vẫn quanh trong ta một thời tìm bước ngay giữa ước mơ người con đông nữa. Ai thương ai bên ai giận hờn buồn cánh thương tới khi ta chờ người không tới. Gió đêm miên man bồi hồi nhặt lá vàng mỗi khi xưa một mối tình thôi. We'll be right back.
hàng vi đá xanh hàng cây mọc sân trường, hành lang ấy xa dần xa bước chân người. Bạn thân ơi, ta khắc ghi trong lòng những ước mơ hồng ngày tháng chờ mong. Dòng lưu hôn chưa kịp đi đã ướt nhẹ, nhành hoa thong chưa kịp giang tay một lần. Vì niềm đó trong chiều mưa tan trường, hai đứa chân đường sao nghe vẫn thoáng trường xưa đã nghe thời gian thay đổi. Ngày vương quân trong ta thì ước ngày xưa ước mơ thì có đâu nữa. Ai thương ai bên ai giận hận buồn cánh vương rơi khi ta chờ người không tới. Do hôm nay miên man buồn nhàn lá vàng có khi xưa một mối tình thơ. Bấy yêu thương trong ta thì về một thoáng trường xưa đã nghe thời gian thay đổi. Ngày buông phôi trong ta một thời tìm bước ngay xưa ước mơ người con đâu nữa. Ai thương ai bên ai giận buồn cánh phương rơi khi ta chờ người không tới. Sáng hôm nay miên man buồn nhặt lá vàng hơn khi xưa một mối tình thơ. Nối tiếp chương trình, xin kính mời quý vị đại biểu thưởng thức niên khúc Niềm vui của em. Em là cô giáo vùng cao do cô và trò trường trung học cơ sở Giã Nghiên Lâm thể hiện. Mẹ lên dậy em lên trường cùng đàn chim.
con đường đem yêu thương về núi. Ngày đêm vượt núi, băng rừng, mang theo cái chữ ánh sáng văn hóa đến khắp các bản làng xa xôi. Ước mơ trở thành cô giáo vùng cao, chỉ mong sao các em được biết đến con chữ, nhờ con chữ làm chủ cuộc đời. Bản làng yêu ơi, em rời phố thì vượt núi băng rừng cõng cái chữ lên non. Dẫu nắng mưa hay mùa đông giá lạnh, cùng các em thơ vượt núi đến trường. Hy sinh tuổi xuân bám trường bám bản, cho trẻ vùng cao viết tiếp những ước mơ. Tình yêu thương như hoa rừng ngào ngạt, dành cho em thơ như ngọn núi dòng sông. Băng rừng
là cô giáo Phùng Cao đã khép lại chương trình văn nghệ mừng lễ kỷ niệm 30 năm ngày ra trường hôm nay. Một lần nữa, xin kính chúc các vị đại biểu khách quý, các thầy giáo, cô giáo, cùng toàn thể các cựu học sinh sức khỏe và hạnh phúc. Chúc buổi lễ kỷ niệm của chúng ta hôm nay thành công, tốt đẹp! Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô toàn thể, các bạn, cựu học sinh. Thời gian trôi đi không bao giờ trở lại, mang theo tuổi học trò với bao nhiêu kỷ niệm tươi đẹp. Thấm thoát đã 30 năm, ngày hôm nay, các thành viên cựu học sinh khóa 1984-1993 mới có dịp gặp lại đông đủ thầy cô giáo kính yêu cùng các bạn học thân thiết thuở nào. Về dự buổi lễ hôm nay, cho phép tôi xin được trân trọng giới thiệu cô Trần Thị Lê, nguyên hiệu trưởng nhà trường từ năm 2000 đến năm 2006. Cô Trần Thị Duyên, nguyên hiệu trưởng trường trung học cơ sở từ năm 2007 đến năm 2013. Các thầy giáo, cô giáo công tác tại trường cấp 1-2 xã Nghĩa Đâm giai đoạn năm 1984-1993 đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Lâm, các ban ngành toàn thể xin trân trọng giới thiệu ông Trần Nguyên Hán, huyện ủy viên, bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Lâm, ông Lê Văn Tinh, phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, ông Đoàn Vũ Nghĩa, chủ tịch Hội Quý Quyên học xã Nghĩa Lâm, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía các thầy giáo, cô giáo đang công tác, tôi xin trân trọng giới thiệu thầy Vũ Đức Hinh, bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nghĩa Lâm. Cô Nguyễn Thị Mến, bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường tiểu học xã Nghĩa Lâm. Thầy Nguyễn Văn Đạt, phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng trường tiểu học Nghĩa Lâm. Cô Trần Thị Nhuần, phó hiệu trưởng trường mầm non xã Nghĩa Lâm. Cùng các thầy giáo, cô giáo hiện đang công tác tại trường trung học cơ sở Nghĩa Lâm. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Và đặc biệt về dự buổi lễ chân ngày hôm nay, có sự hội ngộ của toàn thể các cựu học sinh khóa 1984-1993. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Trong không khí hân hoan, xúc động khi gặp lại các thầy giáo, cô giáo cũ, trong cảm xúc bồi hồi khi về lại trường xưa, gặp gỡ lại bạn bè, chúng ta hãy cùng lắng lại, hồi tưởng về quãng thời gian tươi đẹp dưới mái trường. Cách đây 30 năm khi chúng ta còn là những cô cậu học trò mới lớn, vừa ngây thơ, vừa vô tư, bẽn lẽn, được thầy cô tận tình chỉ bảo, truyền đạt tri thức để chúng ta có thể vững bước trên con đường đời ngày hôm nay. Xin giới thiệu lên sân khấu bạn Đỗ Phong Hóa, cựu lớp trưởng, trưởng ban tổ chức hội khóa 1984-1993, có đôi lời phát biểu cảm tưởng và lời tri ân với các thầy giáo, cô giáo. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo kính mến, kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể các bạn cựu học sinh thân mến. Đầu tiên cho phép tôi được thay mặt ban liên lạc, ban tổ chức đồng nhiệt chào mừng các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo trường cấp 1-2 xã Nghĩa Lâm và các bạn cựu học sinh khóa 1984-1993 đã về đây tham dự buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 30 năm ngày ra trường 1993-2023. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe tới các thầy giáo, cô giáo đã đồng hành cùng chúng em trong suốt 5 tháng dưới mái trường Nghĩa Đâm thân yêu. Sau bao nhiêu ngày mong chờ thì ngày sum họp đã đến. Tất cả cựu học sinh khóa 1984-1993 trường cấp 1-2 xã Nghĩa Đâm, chúng em đã có mặt để được gặp lại thầy cô, bạn bè giây phút này trong không khí đầm ấm, tràn đầy yêu thương. Tất cả chúng em không khỏi bồi hồi xúc động nhớ về mùa thuở cắp sách đến trường, từ những ngày đầu chập chững bước vào lớp 1. Với sự ngây thơ trong sáng, chúng em đã được các thầy cô tận tình chỉ bảo, dìu dắt từng bước, từng cách cầm bút, luyện chữ đến những bài toán khó, bài văn hay. Nhờ các thầy cô giáo, chúng em mới biết đọc, biết viết, biết đối nhân xử thế,
cống hiến cho gia đình và xã hội, biết yêu thương quê hương đất nước. Từ các thầy giáo, cô giáo, chúng em mới biết tiếp cận được trí thức khoa học, những kỹ năng sống, biết yêu cái đẹp, biết tránh xa cái xấu, biết chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn với người khác. Và kể từ ngày đó, mỗi ngày đến trường, tình cảm đối với trường, với lớp, với thầy, với cô, và với bạn bè ngày càng được thân thương gắn bó. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thấm thoát đã 30 năm trôi qua, tóc các thầy, các cô đã bạc nhiều hơn, chúng em đã trưởng thành. Ngày tháng lặng lẽ trôi, thời gian in hẳn lên mái tóc mỗi người. Nhưng dù mọi thứ đã thay đổi, thì tâm hồn chúng em luôn hướng về mái trường thân yêu, hướng về các thầy giáo, cô giáo, các bạn bè, nhớ về nhau bao nhiêu kỷ niệm êm đềm, quả thời gian vô tư nhất, trong sáng nhất của cuộc đời. Gặp lại các bạn hôm nay, các thầy giáo, cô giáo, chúng em luôn bâng khuâng, sao xuyến, bồi hồi, xúc động khi nhớ về thầy cũ trường xưa, những kỷ niệm về một thời cắp sách đến trường, cho chúng em liền hân hoan, phấn khởi, làm chúng em ngày càng nhớ đến, biết ơn các thầy giáo, cô giáo, những người đã dạy dỗ, dìu dắt chúng em nên người. Có một nhà thơ đã nói, một dòng đời, một dòng sông, mấy ai là kẻ đứng trông bên bờ, muốn qua sông thì phải có đò, đường đời muôn bước phải nhờ người đưa. Có ai đó đã ví thầy cô như những người chèo đò, còn chúng em những người khách qua sông. Khách qua sông rồi người chèo đò vẫn miệt mài giữa đôi bờ, đưa bao thế hệ đi ngang qua dòng sông trí thức. Và hôm nay chúng em đã quay trở lại với bến đò xưa, với những người chèo đò nặng nề. Chúng em xin gửi lời tri ân, cảm ơn sâu sắc đến các thầy giáo, cô giáo đã dìu dắt và nâng cánh ước mơ cho chúng em trong suốt những năm tháng học tập dưới mái trường Nghĩa Lâm thân yêu. Trong ngày gặp mặt đầm ấm hôm nay, chúng em rất tiếc không vì không được gặp các đầy đủ các thầy giáo, cô giáo vì sức khỏe xa xôi không đến được, cùng nhiều các thầy cô mà chúng em không bao giờ được gặp lại nữa, bởi các thầy cô đã đi xa mãi mãi. Vừa qua, thay mặt ban liên lạc, chúng em đã tới thăm gia đình và thắp hương tri ân các thầy cô đã quá cố. Từ đáy lòng mình, chúng em xin gửi đến các thầy cô sự kính trọng và biết ơn sâu sắc nhất. Thưa các bạn cựu học sinh thân mến, 30 năm là một khoảng thời gian rất dài, nhưng có vẻ trôi đi quá nhanh. Nhưng mới ngày nào chúng ta còn là những cô, những cậu học trò vô tư, hồn nhiên, vừa học, vừa chơi, vừa biết bao nhiêu trò nghịch ngợm. Ấy vậy mà hôm nay chúng ta gặp nhau tại đây, đôi khi một thoáng mới nhận ra nhau, nhưng thời gian không thể làm mờ đi những kỷ niệm của học sinh vô tư, hồn nhiên. Dù rằng trong thời gian rời xa mái trường thân yêu, chúng ta như một đàn chim tung cánh đi muôn phương, mỗi đứa một nơi, mọi công việc khác nhau, với những lo toan bộn bề của cuộc sống thường ngày. Nhưng chắc chắn rằng trong sâu thẳm trái tim chúng ta luôn mong chờ những ngày hôm nay được gặp lại nhau để trở về mái trường thân yêu, ngồi lại nhau ôn lại những kỷ niệm và ước mơ một thời. Các bạn ạ, trong giây phút xúc động này, các bạn hãy trân trọng những phút giây ngắn ngủi để cùng nhau ôn lại những kỷ niệm xưa, để hàn huyên tâm sự, vơi bớt đi những nỗi nhớ sau 30 năm ra trường. Kính thưa các thầy giáo, các cô giáo, thưa toàn thể các bạn thân mến, mặc dù bận rộn trong, nhưng các thầy giáo, cô giáo đã quan tâm dành thời gian tham dự buổi gặp mặt hôm nay. Thay mặt cựu học sinh khóa 1984-1993, một lần nữa em xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thầy cô giáo đã dạy dỗ và luôn theo dõi ủng hộ chúng em trong suốt chặng đường vừa qua. Thay mặt xin cảm ơn ban giám hiệu nhà trường Trung học cơ sở xã Nghĩa Lâm, các đồng chí đại diện cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tạo điều kiện giúp đỡ chúng tôi tổ chức buổi họp mặt ngày hôm nay. Ban liên lạc, ban tổ chức cùng toàn thể cựu học sinh khóa 1984-1993 đã nỗ lực hết sức mình. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, rất mong các thầy cô và các vị khách quý và các bạn thông cảm. Một lần nữa, cựu học sinh khóa 1984-1993 xin kính chúc các thầy giáo, cô giáo, các vị khách quý, các bạn và toàn thể gia đình sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc trường Trung học cơ sở xã Nghĩa Lâm
ngày càng khang trang phát triển. Vì sự nghiệp chồng người, chúc quê hương Nghĩa Lâm anh hùng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các cựu học sinh, chắc hẳn chúng ta còn nhớ mỗi thứ hai đầu tuần hoặc dịp lễ hiến chương các nhà giáo, lễ sơ kết học kỳ, lễ tổng kết năm học. Chúng ta đã được nghe những lời nhắc nhở dặn dò của các thầy, các cô, đặc biệt là lời phát biểu của ban giám hiệu như cô Nguyễn Thị Yến, thầy Vũ Ngọc Cừ, thầy Nại Bá Đồng, thầy Nguyễn Văn Ban. Hôm nay, xin trân trọng giới thiệu và kính mời cô Trần Thị Duyên, đại diện cho nguyên hiệu trưởng lên sân khấu có đôi lời chia sẻ và những lời căn dặn với học sinh của khóa 8493. Xin trân trọng kính mời cô. Vâng, trước tiên tôi xin có lời chào, lời kính chúc sức khỏe tới tất cả các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh khóa 1984-1993 và chúc cái buổi gặp mặt giao lưu hôm nay thành công tốt đẹp. Vâng, kính thưa hội nghị, hôm nay hai thầy nguyên là hiệu trưởng nhà trường, đó là thầy Vũ Ngọc Cừ và thầy Nguyễn Văn Ban, vì điều kiện sức khỏe cho nên hôm nay hai thầy không tới dự, và tôi xin được thay mặt cho các thầy cô trong ban giám hiệu có đôi lời phát biểu chia sẻ trong buổi họp mặt hôm nay. Kính thưa các quý vị đại biểu, chắc hẳn trong mấy ngày hôm nay cũng như qua cái clip mà chúng ta vừa được theo dõi, trong tâm trí của các thầy cô giáo cũng như các em học sinh, bao kỷ niệm xưa, ký ức lại ùa về, kỷ niệm về mái trường, về thầy cô và về bạn bè. Về mái trường thì trong suốt quá trình các em học từ năm 1984 đến năm 1993, các em học tại địa điểm ở khu ủy ban bây giờ, thì trường lớp bấy giờ nó rất là khó khăn, và về cơ sở vật chất và những cái điều kiện để phục vụ học tập, phòng học thì hầu như là phòng học cấp 4, lợp ngói, như vậy không có ngói màn, cho nên những ngày trời mưa thì rất dễ bị dột. Đấy, và cửa thì cũng không có, cho nên là những ngày mà mưa rét thì thầy và trò cũng rất là rét. Nhưng đấy cũng là cái khó khăn chung trong thời bấy giờ, chứ không phải là riêng của trường Nghĩa Lâm. Nhưng trường Nghĩa Lâm còn có may mắn là được có vài phòng học cao tầng, và đến năm lớp 9 thì khóa các em đã được học. Vậy trước những khó khăn đó thì thầy và trò nhà trường để khắc phục và thực hiện tốt cái phong trào thi đua dạy tốt và học tốt, cho nên kết quả các mặt hoạt động của nhà trường cũng là khá là tốt, và đặc biệt là cái kết quả thi vào cấp 3. Trong cái thời gian đó thì miền Hạ Nghĩa Hưng chúng ta thì chỉ có trường cấp 3B và trường vừa học vừa làm, nay là trường cấp 3C. Về cái chỉ tiêu số lượng và thi tuyển vào thì rất là ít, thế nhưng mà trường, đối với trường Nghĩa Lâm, cái năm đó chỉ có một lớp 9 thôi, là lớp 9A, nhưng mà các em thi vào rất là đông, và đó là cái thành tích rất đáng tự hào và đáng ghi nhớ. Thì đến năm 2005 thì ngôi trường được chuyển xây dựng tại địa điểm này, thì nó có khang trang hơn và sạch đẹp hơn. Và kính thưa hội nghị, tất cả chúng ta hãy hướng lên màn phong ở trên sân khấu này. Chúng ta nhìn thấy có những cái bức ảnh, và những bức ảnh này chụp cách đây 30 năm. Khi các em học sinh lớp 9 thi tốt nghiệp xong, các em xin phép nhà trường, bố mẹ, thầy cô và tổ chức một buổi liên hoan. Sau buổi liên hoan là các em chụp ảnh để làm lưu niệm. Thế trên bức ảnh này là gồm tập thể các em học sinh và các thầy cô giáo. Và nhìn trên đây chúng ta thấy hiện rõ là hình ảnh của thầy Chu Văn Ninh, nguyên phó hiệu trưởng nhà trường, nhưng hiện nay thầy không còn nữa. Và cô Lượt, cô Xoan, cô Miện, cô Nhu, cô Duyên, cô Hằng, cô Thậu, cô Đào, thầy Hải, vân vân. Đấy là các thầy cô cấp 2. Và đây, nhìn vào phía các em học sinh,
chúng ta thấy từ khuôn mặt đến ánh mắt của các em xen kẽ những niềm vui và những nỗi buồn. Vui vì có những em tiếp tục được đi học, buồn vì có những em vì điều kiện gia đình không được tiếp tục đi học và phải xa các bạn. Và có những ánh mắt nhìn xa xăm về phía trước, như ánh mắt của bạn Hóa lớp trưởng này, bạn Thuân, bạn Toàn, bạn Thanh, bạn Hiền, vân vân. Đấy, ánh mắt của các em xa xăm nhìn về phía trước, không hiểu tương lai của mình sẽ ra sao và như thế nào. Vâng, tương lai của các em là đây. Sau 30 năm, một chặng đường không phải là ngắn. Cũng những con người này, các em đã bay đi các nơi của mọi miền của Tổ quốc, học tập, tu dưỡng, rèn luyện, và các em đã trưởng thành. Ngày hôm nay, sau 30 năm, các em lại trở về gặp mặt để ôn lại những kỷ niệm xưa, để thăm hỏi, để trò chuyện, để tri ân các thầy cô. Đấy. Và đây cũng chính là những sản phẩm của các thầy các cô. Và có lần tôi đã nói, sản phẩm của ngành giáo dục của các thầy các cô nó không giống như những sản phẩm của các bác thợ nề, của các bác thợ dệt, là những cái công trình nguy nga lộng lẫy hay những tấm vải lụa đẹp mềm mại, mà sản phẩm của ngành giáo dục của các thầy các cô rất là trừu tượng. Nó qua của một cái quá trình dài, dưới sự dìu dắt của các thầy các cô và sự nỗ lực phấn đấu của các em, sản phẩm là những con người có trí thức, con người có tài năng, con người có trí tuệ, bay đi khắp mọi miền của đất nước để góp phần xây dựng quê hương, xây dựng đất nước ngày một tươi đẹp hơn. Thì đó là một số nơi mà cô muốn chia sẻ trong cái buổi học gặp mặt hôm nay. Và cuối cùng là xin trước hết được xin được kính chúc các thầy cô giáo đã nghỉ hưu, thì mong các thầy cô giáo luôn luôn giữ gìn sức khỏe, sống vui này, sống khỏe này, bình an hạnh phúc cùng con cháu. Xin được kính chúc các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo đang trực tiếp giảng dạy cùng toàn thể các em có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành công trong công việc. Xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt cho các bạn trong hội khóa, xin được cảm ơn những lời chia sẻ rất tâm huyết của cô với các cựu học sinh khóa 84 và 93. Vâng, những thành quả mà các cựu học sinh có được ngày hôm nay bắt nguồn từ những bài giảng đầu tiên khi bắt đầu vào lớp 1 cho đến khi ra trường mà thầy cô đã tận tụy chăm chút chỉ bảo. Xin giới thiệu bạn Đỗ Phong Hóa, đại diện cho cựu học sinh, kính tặng cô bó hoa tươi thắm. Thay mặt các cựu học sinh, xin hứa với cô sẽ tiếp tục phấn đấu để không ngừng phụ công dạy dỗ, tận tụy chỉ bảo, dìu dắt chúng em. Xin cảm ơn cô và cảm ơn bạn Hóa. Về dự với hội khóa 1984-1993, xin trân trọng kính mời ông Lê Văn Tinh thay mặt cho Đảng ủy Hội đồng Nhân dân xã Nghĩa Lâm lên có những lời chia sẻ, phát biểu và có bó hoa tươi thắm tặng hội khóa. Xin kính mời ông. Kính thưa ông Trần Nguyên Hãn, huyện ủy viên, bí thư ban chấp hành đảng bộ. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể các thầy giáo, cô giáo, nguyên là lãnh đạo, quản lý qua các thời kỳ. Thưa toàn thể các thầy cô đã nghỉ hưu trí. Thưa toàn thể các thầy cô giáo, thưa toàn thể các em cựu học sinh 1993-2023. Hôm nay, trong không khí thật vui tươi, đầm ấm của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đang hướng về kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và chúng ta chuẩn bị đón chào năm mới, năm 2024.
Hôm nay, Hội kỳ học sinh niên khóa 1993-2003 tổ chức buổi gặp mặt các kỳ học sinh để ôn lại những kỷ niệm một thời các bạn đã học tập dưới mái trường cấp 1, cấp 2 của xã nhà và tri ân các thầy cô giáo. Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân xã xin kính chúc các vị đại biểu khách quý cùng các thầy cô nguyên lãnh đạo quản lý qua thời kỳ các thầy cô đã nghỉ chế độ lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc tất cả các bạn kỳ học sinh có buổi gặp mặt thật vui tươi, đầm ấm, tràn đầy hạnh phúc. Kính thưa các vị đại biểu, tuổi thanh xuân không trở lại hai lần. Trải qua những năm 8, các em học dưới mái trường cấp 1, cấp 2 năm xưa, tất cả giờ đây đều đã có gia đình. Có những bạn đã có con vào các trường đại học, cao đẳng. Có những bạn đã chuẩn bị nên ông nội, ông ngoại. Nhưng trên gương mặt, mỗi anh em đã hằn thêm những nếp nhăn, trên mái đầu, tóc đã điểm bạc. Vì sự từng trải với đời thường, song vẫn thấy ẩn phía sau những nếp nhăn, những sợi tóc pha xương ấy là những nụ cười rạng rỡ, chất vô tư xưa một thời để nhớ lại ùa về. Bởi ai cũng thấy cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Và hơn thế nữa, mỗi chúng ta đều vẫn giữ được những phẩm chất tốt đẹp. Quê hương Nghĩa Lâm anh hùng, phát huy truyền thống của trường cấp 1-2 Nghĩa Lâm, hãy nỗ lực hơn nữa để xây dựng kinh tế gia đình vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương Nghĩa Lâm ngày một giàu đẹp, văn minh. Xin kính chúc các thế hệ thầy cô giáo cùng các vị đại biểu luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc buổi gặp mặt của các em và tri ân các thầy cô giáo thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, kính thưa quý vị, đến với hội khóa ngày hôm nay, ông Lê Văn Tinh đại diện cho Đảng ủy, Ủy ban xã Nghĩa Lâm có cây hoa để tặng cho hội khóa. Xin kính mời bạn Vũ Ngọc Thuân đại diện cho hội khóa lên nhận hoa. Vâng, xin được cảm ơn ông Lê Văn Tinh. Kính thưa các vị đại biểu, các thầy cô giáo, với tình cảm uống nước nhớ nguồn, cựu học sinh khóa 8493 đóng góp ủng hộ xây dựng nghĩa trang liệt sĩ trị giá 5 triệu đồng. Xin trân trọng kính mời ông Lê Văn Tinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Lâm lên nhận. Xin mời bạn Đỗ Phong Hóa, trưởng ban tổ chức và bạn Vũ Trọng Thuân lên trao tặng. Quý vị, về dự buổi lễ tri ân ngày hôm nay, ông Lê Văn Tinh có một món quà tinh thần rất đặc biệt dành tặng cho các quý vị đại biểu và đặc biệt là dành tặng cho các bạn cựu học sinh. Đó chính là ca khúc Thăm Lại Trường Xưa. Mời quý vị cùng thưởng thức. Anh vẫn bâng khuâng giữa sân trường đầy hoa nắng, năm tháng
chia tình dấu này. Ơn thầy cô theo ta suốt cuộc đời. 30 năm rồi bạn bè ta ơi, những cánh chim non bay đi khắp phương trời. Về ngồi bên nhau khi tóc đã điểm bạc, dưng dưng nhớ về trang điêu cút ngày xưa. 30 năm rồi bạn bè ta ơi, giây phút bên nhau ngàn đời muốn nói. Mai xa rồi con tim vẫn gọi, mai xưa xưa ơi yêu sâu suốt con đời. 30 năm rồi ơi bạn bè ơi, giây phút bên nhau ngàn lời muốn nói. Mai xa rồi con tim vẫn gọi, mai xưa xưa ơi yêu dấu suốt một đời. Xin thay mặt cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa các bạn cựu học sinh, mái trường cấp 1-2 xã Nghĩa Lâm được tiếp nối, chuyển giao từ nhiều thế hệ thầy cô đi trước. Đến nay đã đào tạo được rất nhiều những thế hệ học sinh, những chủ nhân, những công dân tốt cho đất nước. Ngày hôm nay, khi trở lại trường xưa, hội khóa 1984-1993 xin được trao tặng quỹ khuyến học với số tiền 15 triệu đồng và quà cho trường trung học cơ sở xã Nghĩa Lâm. Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời thầy Vũ Đức Hinh, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường, đại diện cho tập thể các thầy cô đang công tác tại trường lên nhận quỹ khuyến học và nhận quà của khóa. Xin trân trọng kính mời thầy. Xin mời bạn là Vũ Thị Thanh và bạn là Đoàn Mạnh Biển và quà. Xin trân trọng kính mời. Của trường trung học cơ sở xã Nghĩa Lâm niên khóa 1984-1993. Thì hôm nay một lần nữa trường trung học cơ sở xã Nghĩa Lâm rất là vui mừng được chào đón các đồng chí lãnh đạo, các thầy cô giáo, các quý vị đại biểu khách quý cùng với lại các anh chị cựu học sinh về tham dự buổi gặp mặt, giao lưu và tri ân thầy cô nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày ra trường 1993-2023. Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các thầy cô giáo, các quý vị đại biểu khách quý và toàn thể các anh chị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc buổi gặp mặt, giao lưu và tri ân thầy cô của chúng ta hôm nay thành công tốt đẹp. Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy các cô, thưa các anh các chị, như tôi đã chia sẻ với các lần hội khóa trước đây,
để tổ chức được những cái buổi gặp mặt để giao lưu và tri ân thầy cô với quy mô và đông đảo của các anh chị tham dự như hôm nay. Thì đối với lại cấp trung học phổ thông thì có nhiều thuận lợi hơn, còn đối với cấp trung học cơ sở thì tổ chức được như thế này không phải là nhiều và cũng không phải là dễ gì mà tổ chức được. Đấy, cho nên là để tổ chức được những cái sự kiện như thế này thì cũng đó là một cái sự nỗ lực cố gắng rất là lớn của tập thể các anh các chị trong ban liên lạc, ban tổ chức cũng như là tất cả các anh các chị trong khóa 1984-1993. Bởi vì khi tổ chức những sự kiện như thế này thì các anh các chị cũng phải huy động rất là nhiều kinh phí để tổ chức các cái buổi gặp mặt, rồi buổi liên hoan, rồi là kinh phí thuê phông rạp để tổ chức các sự kiện, rồi là lại dành rất là nhiều các cái phần quà để tặng các thầy các cô, tặng nhà trường, tặng địa phương. Thế cho nên là cái chúng tôi cũng rất là trân trọng, cảm ơn cái tình cảm của các anh các chị, và cũng xin báo cáo với các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu và các thầy các cô là các anh các chị. Thì cho đến hôm nay thì trường trung học cơ sở xã Nghệ Lâm đã có 5 lần được nhận cái tiền tài trợ của các anh các chị là tập thể và cá nhân học sinh cũ của nhà trường. Thì đầu tiên là khóa của các anh các chị sinh năm 1977 nên khóa 1983-1992, đấy là những người đặt nền móng để xây dựng quỹ khuyến học cho trường trung học cơ sở xã Nghệ Lâm. Tiếp đến là các anh chị sinh năm 1974, một năm 1977 là khóa của thầy Lại Văn Quang, năm 1974 là khóa của thầy Trần Quốc Việt là cán bộ giáo viên nhà trường. Rồi tiếp đến là tập thể lớp 9C của em, các em sinh năm 1989, khóa của em Đoàn Xuân Tín là nhân viên y tế của nhà trường. Lần thứ tư thì nhà trường được vinh dự được nhận quà tặng của cá nhân anh Trần Mạnh Toàn, cũng là bạn cùng lớp của các anh các chị ở đây ạ. Và hôm nay thì lại chúng tôi lại vinh dự được đón nhận cái tình cảm, tấm lòng tình cảm của các anh chị khóa 1984-1993. Cuối cùng, trước khi ngừng lời, một lần nữa cho phép tôi được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, khách quý, các thầy cô giáo và các anh chị cựu học sinh đã dành thời gian về thăm nhà trường, rồi tổ chức tham dự buổi gặp mặt giao lưu và tri ân thầy cô. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn ban tổ chức đã ưu ái dành cho tôi một cái khoảng thời gian quý báu để có đôi lời phát biểu cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, các thầy các cô và các anh các chị. Cuối cùng thì xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, các thầy các cô luôn thật nhiều sức khỏe, gia đình bình an, hạnh phúc. Chúc các anh chị cựu học sinh khóa 1984-1993 luôn gặp nhiều may mắn, gặt hái được nhiều thành công trong công việc, trong sự nghiệp, và luôn dành thật nhiều sự quan tâm và tình cảm về quê hương Nghệ Lâm thân yêu của chúng ta. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ạ. Xin trân trọng cảm ơn lời phát biểu của thầy. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, các thầy giáo, cô giáo, về dự lễ tri ân hôm nay, các cựu học sinh khóa 1984-1993 trao quỹ khuyến học cho trường cấp 1 xã Nghi Lâm với số tiền trị giá 5 triệu đồng. Xin trân trọng kính mời cô Nguyễn Thị Mến, hiệu trưởng nhà trường lên sân khấu để nhận. Xin mời bạn Ngô Văn Kiến lên trao. Về dự với hội khóa, cô Nguyễn Thị Mến cũng có bó hoa tươi thắm tặng khóa.
Xin trân trọng kính mời bạn Nguyễn Thị Hiền Hường lên nhận. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, các thầy giáo, cô giáo, về dự lễ trên hôm nay, các cựu học sinh khóa 1984-1993 trao quà cho trường Mầm non Xã Nghĩa Lâm với số tiền trị giá 3 triệu đồng. Xin trân trọng kính mời cô Trần Thị Nhuần, Phó Hiệu trưởng nhà trường lên nhận. Xin mời bạn Hoàng Thị Thu Hằng lên trao. Về dự buổi khóa, cô Trần Thị Nhuần, Phó Hiệu trưởng nhà trường cũng có bó hoa tươi thắm tặng khóa. Xin mời bạn Trần Thị Hoa lên nhận. Các quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa các thầy, cô giáo, về dự lễ tri ân ngày hôm nay, các cựu học sinh khóa 1984-1993 trao 5 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học xã Nghĩa Lâm. Xin trân trọng kính mời ông Đoàn Vũ Nghĩa, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Nghĩa Lâm lên sân khấu để nhận quà. Xin kính mời bạn Nguyễn Thị Thảo lên tặng quà và biển. Đến với hội khóa, ông Đoàn Hùng Nghĩa cũng có bó hoa tươi thắm tặng hội khóa. Xin mời bạn Trần Quang Vinh, đại diện cho hội khóa lên nhận hoa. Vâng, xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn trân trọng Đoàn Hùng Nghĩa. Kính thưa quý khách, quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, về dự lễ tri ân hôm nay cho phép cựu học sinh khóa 1984-1993 được trao một món quà thể hiện lòng biết ơn chân quý tới những người thầy, những người cô giáo cũ của mình. Xin mời tất cả các cựu học sinh khóa 84-93 lên sân khấu xếp thành ba hàng. Chỗ ngồi để tiếp tục dự buổi lễ ạ. Tiếp
Tiếp theo chương trình, xin kính mời các thầy cô giáo có tên bước lên sân khấu để các cựu học sinh được trao món quà và nói lời cảm ơn. Em xin kính mời cô Lê Thị Mơ, cô Phạm Thị Thơm, thầy Đoàn Trưng Nhiệm, cô Nguyễn Thị Cách, cô Đoàn Thị Thậu, thầy Đoàn Văn Hải, cô Vũ Thị Sen, cô Đoàn Thị Vân, cô Trần Thị Ngân, cô Nguyễn Thị Phương Lan, cô Trần Thị Nga. Xin trân trọng kính mời cô. Cô Đoàn Thị Tiên, xin được cảm ơn các thầy các cô. Và xin mời các thầy các cô về chỗ ngồi để tiếp tục dự buổi lễ. Tiếp theo chương trình, xin kính mời các thầy cô giáo có tên sau bước lên trên sân khấu để các cựu học sinh được trao quà và nói lời cảm ơn. Em xin kính mời cô Trần Thị Hằng, cô Trần Thị Lê, cô Vũ Thị Mị, cô Trần Thị Dung, cô Dương Thị Tâm, cô Lại Thị Len, cô Trần Thị Duyên, cô Trần Thị Hương, cô Vũ Thị Là, cô Lại Thị Uyến, cô Trần Thị Anh Đào, cô Vũ Thị Xoan. Xin cứ mời các cô có tên bước lên sân khấu. Tràng vào tay thật lớn ạ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và xin mời các cô về chỗ ngồi để tiếp tục dự buổi lễ. Thay mặt các cựu học sinh, kính mong các thầy các cô dồi dào sức khỏe để tham dự được rất nhiều buổi sinh hoạt và giao lưu cùng chúng em. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, cùng buổi giao lưu hội ngộ ngày hôm nay, các cựu học sinh khóa 1984-1993 rất vui mừng khi được các quý vị đại biểu đại diện cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Quỹ khuyến học xã Nghĩa Lâm và các thầy cô giáo hiện đang công tác tại trường quan tâm tới dự buổi lễ tri ân.
Các cựu học sinh khóa 1984-1993 xin được trao một món quà nhỏ đến tất cả quý vị. Xin kính mời các quý vị lên sân khấu để nhận quà. Vị một tràng vào tay thật lớn ạ. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, xin kính mời các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo và các cựu học sinh trở về vị trí ghế. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, các thầy cô giáo, hôm nay được gặp các thầy cô giáo và các bạn học sinh tại sân trường này đối với cựu học sinh là một vinh hạnh, một sự may mắn lớn. Xin cảm ơn thầy cô đã chọn dành trọn thời gian quý báu của mình về đây với các em học sinh của mình. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo, buổi lễ tri ân của chúng ta diễn ra trọng thể trong một không gian đầm ấm, xúc động. Ban tổ chức xin được gửi tới quý thầy cô, quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Ban tổ chức ước mong được tiếp tục gặp lại các thầy, các cô và các bạn trong một lần họp mặt tiếp theo. Và để thể hiện sự đồng lòng chung sức của các cựu học sinh khóa 84-93, xin mời toàn thể các cựu học sinh bước lên sân khấu để chúng ta cùng hát vang bài hát Nối vòng tay lớn. Xin kính mời. Đừng đuôi gian tay đôi đại yên xa, ta đi vòng tay lớn mãi để đôi sơn hà. Hoàn đất bao la, anh em ta về gặp nhau vui quá quá, quay cuồng trời vòng. Bàn tay ta nắm đôi dòng đầu dòng Việt Nam. Cờ lưỡi gió đêm vui vui ngày, dòng máu đôi con tim đồng nòi. Dừng tình người trong ngày mới, thành phố đôi thôn xa vời vời. Người chết đôi linh thiêng vào đời, và nụ cười ở trên phố. Từ Bắc Bộ đám đôi miền nắm tay, ta đi đồng nòi hoang vu vượt hết núi rồi. Vườn ta treo leo, tay ta vượt đèo. Từ quê ngày phố thơ nắm tay đôi biển xanh sông thấm đôi liền một vòng từ trên. Dừng lối gian tay đôi đại biên xa, ta đi vòng tay lớn mãi để đôi sơn hà. Mặt đất bao la, anh em ta về gặp nhau trong những bao la. Quay cuồng trời rộng, bàn tay ta lắm đôi dòng một vòng Việt Nam. Cờ nối gió đêm vui vui ngày, dòng máu đôi con tim đồng loài. Dừng tình người trong ngày mới, thành phố lối tôn xa vời vời. Người chết đôi niềm thiêng vào đời, và nụ cười nở trên mù. Từ Bắc Bộ Nam đôi miền nắm tay, ta đi từ đồng vắng vũ vượt hết núi đồi. Vượt ta treo leo, thầy ta vượt đèo. Từ quê nghèo phố lớn nắm tay đôi điện, biển xanh sông gấm đôi điện một vòng từ xin. Biển xanh sông gấm đôi điện một vòng từ xin. Biển xanh sông gấm đôi điện một vòng từ xin. Vẫn mặt cười nở trên phố. Từ Bắc Bộ Nam đôi miền nắm tay, ta đi từ đồng hoang vu vượt hết núi đồi. Vừa ta treo leo, thầy ta vượt đèo. Từ quê nghèo đến phố lớn nắm tay đôi miền. Biển xanh sông gấm đôi miền một vòng từ xin. Dừng đôi gian tay đôi lại biết xa, ta đi vòng tay lớn mãi để đôi sơn hà. Mặt đất bao la, anh em ta về gặp nhau như bao ba. Quay cuồng trời rộng, bàn tay ta lắm đôi tròn một vòng Việt Nam. Cờ lối gió đêm vui vui ngày, dòng máu đôi con tim đồng loại. Dừng tình người trong
trong mây mưa, thành phố lối trốn xa vời vời, người chết thôi đi tiếng vào đời và nụ cười nở trên môi. Từ Bắc Hồ Nam nổi niềm nắm tay, ta đi đường hoang vu vượt hết núi đồi, vượt xa treo leo tay ta vượt đèo, từ quê nghèo đến phố lớn nắm tay nổi niềm biển xanh sông gấm nổi niềm một vòng từ sinh. Biển xanh sông gấm nổi niềm một vòng từ sinh. Biển xanh sông gấm nổi niềm một vòng từ sinh. Trôi theo cánh phượng, lời thầy cô ông mang.
ngày xưa bé mới đến trường, mẹ đưa đến lớp nước mắt như mưa. Dần quên bản thân cô mến, ôi ngôi trường